Tất cả các bạn, chào mừng các bạn với BT Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục video tiếp theo về đấu trường Vinh Quang. Mời các bạn theo dõi mình nha. Vô. Tiếp tục nào. Tiếp tục số 14 nha các bạn. Vô. Đó. Thử xem coi đối thủ đầu tiên chúng ta sẽ là ai nha. Hy vọng là đừng có gặp T2 nữa nha. Mấy bữa nay gặp T2 hoài. Chiếc vải nồi. Vô nè. Mình 100% rồi nhưng bên kia vẫn 0%. Không biết nó có đứng không đây. Cùng chờ đợi chút xíu nha các bạn. Rồi, đối thủ chúng ta thoát luôn. Nó không đứng nhưng mà nó thoát luôn rồi. Không biết tin được. Vải nồi thật. Rồi, vô lại nè. Không biết có đứng nữa không đây. Cái game ghét rồi, chán thật. Cứ đứng hoài. Cố quái nồi. Rồi vô rồi các bạn ơi. Và mình được bánh trước luôn. Có 1 hàng 4. Đúng hàng 5, có hàng 4 thôi. Ok, hàng hàng 4 thôi. Bạn cũng cầm con Galaxy Yatuji giống mình luôn. Nhưng mà được cái máu của bạn trâu hơn máu của mình. Máu của bạn tới 452k lần. Đó, bạn bơm máu rồi. Sẽ ăn ở đâu đây? Đó, bạn quyết định combo 2 ở dưới để khóa được 2 hàng. Do bị giảm sát thương cho nên sát thương bạn gây ra chỉ nhiêu đó thôi. Và bạn tạo cho mình 1 hàng 5 luôn. Rồi, chia buồn cùng bạn luôn. Thật là cây. Mình nghĩ chắc đủ đam không đây? Đủ luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là không đủ đam á. Mà không ngờ là đủ thiệt. Rồi, vô trận tiếp 2 nha các bạn. 30 điểm nữa thôi là mình sẽ lên được Titan lại rồi. Cố lên. Vô nè. Đó, khá là nhanh luôn. Rồi mới vô được hàng 5 luôn. Nhưng mà lấy đấu trường mộc cho nên mình chỉ ăn kiếm thôi. Xíu nữa combo nộ nữa là win các bạn. Do bạn chơi Gia Tu Di cho nên mình phải bắt buộc phá rồi. Đó. Rồi bây giờ kiếm nộ ăn thôi, nộ đây. Rồi thắng các bạn ơi. Do bạn rất là yếu máu cho nên việc thắng khá là dễ dàng. Không biết elo cộng nhiều không đây. Cộng được có 6 elo thôi. Nhưng như đó cũng được rồi. Tại vì đối thủ chúng ta khá là yếu máu. Rồi vô trận tiếp theo các bạn. Hy vọng là sẽ gặp những đối thủ như thế nữa. Kệ ăn vài elo thôi. Nhưng mà nhiều lần như thế cũng được rồi. Thôi xong rồi. Cộng 10k khác luôn. Top server nào đây? Nhìn cái tên quen quen nha. Ôi sao yếu vậy? Có hàng 4 không nhờ? Không có hàng 4 rồi, thua các bạn ơi. Cũng ăn kim cương cho có với người ta chứ hả? Đó. Bể đầu. 4 sao hà nốt 4 sao trừ 1 elo thôi. Không đáng kể. Rồi tiếp tục coi. Chờ đón trận tiếp theo rồi các bạn ơi. Gắt vải nồi chưa gì đã gặp top rồi. Đó. Vô nào. Quá gắt. Đi elo buổi sáng mà nó gắt quá. Đó. Trận tiếp theo này chúng ta lại gặp Son Goku rồi. Để mình tìm combo để ăn coi. Không thấy combo để ăn rồi. Ăn đại thôi. Mana thì để tiến hóa mà. Nhưng mà không đủ mana để tiến hóa rồi.
vẫn không thấy combo, không có combo để mình và bạn ấy chơi. Rồi kèo này phải ăn làm sao đây, khá là gắt đấy, ăn đây đi, ăn không kịp luôn rồi, kéo thêm không kịp luôn rồi, phải thật. Phân vân không biết ăn ở chỗ nào luôn các bạn, mà đến lúc mình muốn ăn rồi thì ăn không kịp. Ý buồn luôn, chịu nha. Trời ơi sao không có nổ rớt xuống nhỉ. Có combo cho bạn chơi rồi, hút nổ nè, hút nổ không ăn. Dã man thật, nhiều khi mấy bạn đánh có hiểu quá à. Lạ lùng thiệt. Trên Goku của bạn vẫn có blue nha, và 4 sao thôi, có combo rồi đó, đừng nói không thấy nữa nha, tưởng không thấy nữa chứ. Combo 3 chắc ở 200 mấy, 201, bơm máu vô hồi mới win này. Kèo này nó cũng hơi căng căng. Không có thắng nổi không đây, chỉ sợ là bị sắp mặt nữa thôi. Không có hàng 3 là mình thắng rồi, mà có hàng 2 thôi không đủ thắng, không đủ đam, thiếu một tí xíu nữa là thắng rồi. Một chút xíu, còn một chút xíu nữa là thắng rồi. Ô, ăn kiếm luôn, căng nha. Chuyển hóa cái nào, có combo không, có một combo luôn, thắng nha các bạn, win nha. Máu của bạn cũng khá trâu đấy, chưa tiến hóa mình gần 600k rồi, cộng được 7 hello cũng được. Rồi trận cuối nha mấy binh, vô nào. Vô vô. Nay chưa gặp T2 đấy nghe, coi chừng ván cuối này sẽ gặp T2 đấy. Rồi thoát hay sao đây, đối thủ chúng ta sẽ thoát hay sao đây, nó lại 0% nữa rồi kìa. Vô không đây, thiệt là nguy hiểm mà, chúng ta cùng chờ đợi thôi. Ý gì là vô đó các bạn, chạy lên 81% rồi, đợi nó chạy lên 100% nữa là vô đó. Mình được đi trước luôn, và mình thấy được một hàng 4, không có hàng 5, có hàng 4 thôi, thì mình sẽ ăn hàng 4 thôi. Thành viên trong đội họ, trong team của mình thì phải có khi qua ba cái tên khá là quen, quen lắm, quen luôn. Không có hàng 4 nữa rồi, bắt buộc phải ăn hàng 3 thôi. Máu khá là trâu, trâu kinh dị luôn, chưa tiến hóa nữa là máu là 536k rồi, ghê gớm thật. Có hàng 4 cho mình rồi, hay da, mạnh mẽ thế. Có hàng 4 thì mình ăn hàng 4 thôi đó. Bạn tiến hóa anh cái nữa là máu bạn lại hơn mình nữa rồi đó, máu lên gần 1 triệu luôn, máu mình chỉ 850k thôi, khiếp thật. Kèo này đánh chắc tới Tết quá, kèo đánh hơi lâu nha anh em. Anh em lóc gói ngồi xem nha, kèo này đánh hơi lâu đấy, ăn đại thôi. Biết là gây không được bao nhiêu đam rồi, hàng 3 mà nó rất là yếu các bạn.
giờ chỉ đợi đợi thanh niên kia tạo cho mình hàng năm để mình chơi thôi. Lên triệu rồi kìa, máu trâu vậy, trâu với nồi vậy, chỉ ăn ở đây thôi. Đó, quánh có mà tới tới chiều á, hàng ba là quánh nó có tới chiều thiệt đấy các bạn. Vừa quánh vừa hồi máu là đánh tới chiều luôn. Dã man chưa. Trời ơi sao không gớt viên tiến hóa ngay đó, để được ăn thêm 3 viên kiếm nữa. Tự nhiên để bị ăn nguyên hàng 4 vô đầu luôn mà còn có kiếm nữa. Có khi nào thua luôn không anh em? Ui da, mạnh gì, mạnh phải nồi. Khiếp, kinh dị rồi. Phải cả trưởng. Trời ơi, lại tạo hàng 4 với bạn chơi nữa rồi. Xui gì mà xui dữ vậy. Hình quá, có câm lặng, có câm lặng mấy huynh nè. Có câm lặng. Ngon, ngon, ngon. Ngon lành. Sợ quá. Lại tạo hàng 4 nữa thì chết nữa. Tạo thêm hàng 5 nữa thì đi luôn. Xác con mợ nó định luôn các bạn. Có câm lặng nữa không? Không có câm lặng nữa rồi. Coi có hàng 4 không nè. Không có à, anh em ơi. Không thấy hàng 4 rồi. Ui, ăn gì ghê vậy. Máu mình cũng lên 1 triệu rồi. Không có hàng 4 luôn. Ăn tiến hóa thôi. Quánh đi mà, quánh tới chiều luôn cũng được nữa. Lũ đạn đang vui mà. Đó. Rồi, có hàng 4 rồi. Đừng có câm lặng nghe chú. Lũ đạn có hàng 4 để tôi chơi cái nha. Chơi mà câm lặng là không có được à. Mình sẽ phá ngay đây đi. Đó. Hủy hàng 4 bên kia luôn. Chứ chừa chừa lại nguy hiểm lắm. Có chón cho mình luôn. Đẹp. Mình ra hàng 4 dưới đây đi. Đó. Đường nào không thắng. Bye bye bạn nha. Hẹn gặp lại vào lần sau nha. Rồi thì trận vinh quang hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Nếu hay nhớ like và chia sẻ video này ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để có những thông báo mới nhất từ video của mình đăng lên mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye nha. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care.